Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi trận là Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nha anh em. Nhớ B anh em, B ạ. Ok đã tôi yo. Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình đây. Đầu tư đường à, từ ba lại mọi người nha. Khi ra đây anh em một game poker là chính mình đây, từ bà đạo bạn. Ok, quay trở lại video tối nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Axin 808 anh em nha. Còn là VIP 15 ở server 808 anh em, hiện tại đang đứng top 2 server. Tình hình là tối nay tôi cũng chả biết làm gì anh em, buồn buồn chán chán, mê cung thì giới hạn vẫn đang còn, nhưng mà cũng chả biết làm gì anh em vì cũng chả cả là con bé. Buồn buồn cũng chả buồn mà bắt nữa vì át đặc chính không ra là không muốn ai bắt đặc khác các bạn, thật sự luôn. Cá nhân hóa là vậy cho nhanh nhanh. Tối nay thì buồn buồn, hôm qua có nói chuyện với Cúc Khang rằng thì tôi cũng đang khá là chán. Tự nhiên nghĩ đến bộ đôi khiên chó anh em, tối nay buồn buồn vào vác bộ đôi này ra chơi anh em. Tiện qua đây test hàng em tôi luôn. Này, hạc tim hộ ô này. Hộ ô Diamax, từ từ nhé mọi nhớ. Qua đây chứa là tôi vào khu vực hình ảnh để xem nào. Hô hô cộng hưởng. Từ từ anh em chúng ta sẽ vào khu vực Diamax đi. Tiến cấp Diamax. Hình ảnh Diamax đây rồi. Đúng rồi anh em, chúng ta có hộ ô Diamax. Hô ô cộng hưởng Diamax đây rồi. Đây là cái hình dạng mà thằng em tôi nó sắp tới nó sẽ lên đây anh em. Hôm bữa nghe nó quảng cáo hôm qua, tối qua chứ tối qua livestream trên kênh Tự Tử Đường Phố, anh em tôi nó quảng cáo tôi phải vô xem mới được anh em, hôm qua nghe hấp dẫn quá. Khi mỗi hiệp kết thúc, deck hộ ô hồi 10% HP tối đa, mở màn có thể hành động liên tục một lượt. Uầy, ngắm đi. Tấn công kẻ địch tạo cho thượng đam hãy bay bản thân có một thương. Ok anh em xem qua nha, tôi bảo tôi ghé qua xem thôi. Qua ngồi thì em nó bảo là sắp tới là ở bên S1036 thì phải anh em sẽ lên cháu này. Theo nguồn tin tôi biết là anh em hấp dẫn quá nên vào ghé qua xem các bạn. Uầy, đỉnh thế nhờ. Vậy là chúng ta có bộ đôi khiên chó cũng danh hiệu Diamax này anh em này. Này, BY cộng hưởng Diamax này anh em. Chú, càng về sau này phiên bản Diamax nhiều nhỉ. DNC cộng hưởng Diamax này. Wow, cháu Kung Fu này cũng có luôn à. Uầy, những con Kung Fu này nên dạng Diamax nhìn đẹp nhờ. Này. Yo. Đẹp giá man luôn ạ. Mà tôi nghĩ đây cái khung dưới đi đi. Anh em cũng muốn vào lấy ảnh cho đẹp ạ. À. Chứ nhìn này có lấy được ảnh đâu. Ui nhưng mà nhìn chất chơi người rơi thế nhờ. Nhìn đúng đại ca răng hổ kiểu anh em. Nhìn nó đấm đá nhìn trong cái tư thế nhìn trong độ ngoài hùng đấy. Tư thế này bình thường các bạn. Nhưng mà nhìn cũng được. Đấy chà, được của nó anh em. Rồi, chào nào. Tối nay chúng ta sẽ xem ở con nào này chúng ta có gì để chơi nào. BY ở bên này Ulova không? Tôi sẽ qua hệ dòng xem anh em check từng hệ một. Tối nay tôi buồn lắm, tôi chả biết làm gì anh em. Tôi đi check hệ chép test chơi anh em nhé. Có gì test đấy. Wow, anh này chưa có ấy à? Có B rồi, BY đâu rồi? Là top à? BY con dòng dạng bá chủ này. Đấy ra anh em, qua tôi mới test cháu này dạng thường anh em. Đây có dạng bá chủ đây này. Xem cái này có ấy không anh em. Ủa không, à này không lấy ấy à? Không lấy Ulova à? Rồi con quay kêu em đâu rồi, mất con quay kêu em rồi hay là không lấy ta. Dòng, đây anh em có mối B này. À đâu, có mối quay chứ, thiếu B anh em, có B ạ. Ok, đợi tôi tí anh em. Ok anh em, sau thì phải nói là gì? Như anh em cũng đã biết, các bạn vừa nhìn thấy một cái tin nhắn gì rồi đúng không ạ? Ok, thì sau cái clip đấy thì chúng ta có một cái video review arc đây anh em. Một con arc siêu khủng các bạn nhá, ở S1008. Trời, tự nhiên tôi lại có tinh thần hẳn lên anh em. Khá là vui, đây là một ông anh tôi quen từ hồi làm từ kênh Lông Dân Channel cơ. Đây là một ông anh cũng giúp tôi khá nhiều trong thời gian đầu. Bữa nay thì ông vẫn chơi, ông bữa nay thấy tôi mới làm lại. Ông bảo là còn chơi còn làm lại à, thế nào ông bảo là lấy arc anh mà nghịch đây. Có gì nghịch cho nó vui. Thực ra thì cũng bữa nay là đúng rất nhiều anh em ý kiến về vấn đề tôi làm mặc top rồi. Vì tôi không dành việc top anh em biết rồi. Với một người nông dân chỉ chăm chỉ cày cuốc hàng ngày, đã bao giờ vào nhà khách sạn gì sọt chơi hay là chưa từng đi đâu hết. Thì các bạn hiểu là khi mà các bạn từ một con ạc nông dân, các bạn chỉ qua gì với một con ạc nó khủng như thế này, thì chỉ có thể nói bằng tiếng từ wow và quá là ok. Và các bạn chỉ vào test được thôi. Chứ để mà đánh giá bình luận cá nhân tôi thì tôi chưa hiểu lắm về mấy con này. Nên là cũng chỉ vào cảm nhận là chính thôi anh em. Đấy, thế đây là video ngày nay chúng ta sẽ có một video review xương quương về con ạc ở S1008 có gì hot anh em nhé. Ạc này VIP 20, level 643 Master anh em. Hiện tại đang đứng top 2 server. Uầy, top 1 đứng vào ông này bao nhiêu? Uầy, YQRM cộng hưởng Diamax các bạn. Nhìn cái chỉ số speed nhìn thấy choáng này các bạn. 40 triệu à? Phải không? Hay là 400 đấy. Tôi nhìn kỹ lại anh em, định hình lại 5 giây các bạn. 410 triệu anh em, mà con ạc này đang là 181 triệu các bạn. Trời ơi,
lâu lắm rồi ta mới có thể cầm vào một con ạc mà lực chiến nó phải nói là ngang tầm vũ trụ như này anh em. Đây nhưng vẫn chưa là pool anh em, thấy không? Đâu đâu nó đây là pool đúng rồi anh em. Vâng ạ, hiện tại con ạc này đang có chỉ số lực chiến lên đến 182 triệu điểm lực chiến các bạn. Ôi giời ơi. Thì anh tôi vừa lém qua thôi, tôi vừa vào ạc anh em chưa có gì hết nhá. Nói chung thì cái review ạc khủng cho tôi cũng đó nói đầu rồi, nhưng mà chung thì qua review là vui rồi anh em. Hôm nay review trước thôi, ngày mai tôi test tùng các kiểu anh em. Hiện tại trong túi em còn đeo Six Dry Hechan Việt Bầu Red Rome và còn nhiều thế. Bây giờ cái loại này, mấy con ạc này bây giờ tài nguyên của nó phải tính lên bằng ký các bạn ạ. Cân đo đong đếm tính bằng tấn bằng tạ anh em, nó trên đâu hàm lượng thường là không thể tính bằng được anh em. 46k các bạn, trời ơi. Ôn dương áo đồ đen rồi. Ô trời ơi, 63k này. Chúng ta sẽ tả tưa con ạc này xem tài nguyên cái kiểu. Ô nghịch nhiều quá sao, đĩa skill cũng còn nhiều này, xương xương đấy. Rồi xuống sâu xuống dưới tí anh em. Vô sách này, đèn cũng hết luôn rồi, càng đét quá nhưng mà được, nói chung vào mấy cái ạc kiểu này đỉnh nhá, quá cham của anh em. Cham là 321 triệu các bạn, phải không? Đúng rồi anh em, 321 triệu. Câu nhìn ký lại anh em đọc nộ một câu tí các bạn comment buồn lắm. Đi xem gì giờ nhỉ? Túi xong mảnh à? Mảnh dư 4k dưới mảnh. Khoáng qua bên mấy cái này thì chắc giờ pool rồi anh em. Tầm này thì mấy ạc này thì không thể nào nói được anh em. Đây, thừa pool các bạn. Chắc cú luôn. Thiên Phú. Xem rồi xem bằng này pull được chưa anh em. Tôi chưa thấy con nào pull hết nhá. Đây cũng chưa anh em này. Đây cũng chưa này. Nhìn đây này, thằng con đây này. Tôi chưa thấy con nào. Chưa. Không anh em, nó pull còn một cái này là chưa pull các bạn nhé. Còn một cái này thì còn chắc còn một hai dòng nữa chưa pull các bạn. Còn đâu thì cho nó pull xương xương gọi là tạm hết rồi anh em, chứ gọi là gần hết ạ, tạm hết rồi ạ. Ờ vâng. Tôi xin lúc lại nói vừa nãy. Móng tay Z 100 vẫn chưa hết anh em nhá. Đây. Đâu hết rồi anh em, nhưng mà chưa đầy hết thôi. Vô đỉnh thế nhờ. Xem nào. Nổ luôn anh em, toàn dòng chỉ số khủng ạ. Con đường huấn luyện, huấn luyện thì chắc là không phải xem anh em. Đa số ạc mấy ạc này chẳng nào ấy được rồi anh em. Sao ước. Ok, chúng ta có mấy ô? 4 ô rồi anh em. Cái này mấy ô? 2, 4, 5 ô rồi các bạn. Tôi chẳng biết mở nhà, tại vì tôi chưa lên level tầm cao để mở cái đấy. Tôi chip anh em. Đang trải nghiệm. Uầy Black Chroma, ui dồi bê quay cộng hưởng KQG nè, uầy. Chắc test cứ từ anh em, từ từ làm clip test sau dần. Khu sức mạnh. Pull anh em, level mấy? 8 rồi à? 9 có rồi anh em kìa, có cái 9 nữa kìa. Cái bên này là lúc mà chúng ta lâng ấy là nó pull là như là lên đến cộng 10 đúng không? Cộng 10 là hết tầm đúng không nhỉ? Theo tôi nhớ là cộng 10 đúng rồi anh em, đây cộng 10 là hết tầm. Ok. Tiến cấp và chủ nghiên cứu Rotom đầy rồi anh em, pull rồi ạ. Còn dư thôi anh em, khỏi còn quảng cáo bạn. Dư chỉ còn nói biết là dư đâu bạn. Chỉ số thì chắc mấy cái này thì cam hết rồi anh em, thừa đâu nữa. Khoa kỳ lăng. Ôi rồi, đến cái này cũng pull luôn các bạn ạ. Ôi pull hết luôn kìa. À chưa các bạn, chưa lại tưởng tí nữa cứ nói lỡ mà chẳng pull. Đây anh em hãy còn dòng cuối này nhá. Nhưng mà mấy cái này thì nói là pull cho nó vui, gọi là thôi thì cũng bằng bạn đồng bè đánh pull cho nó gọi là mát hết trên đầu. Mấy cái này mới quan trọng anh em. Trời ơi. Có bao nhiêu tăng thêm 10% chi liệu ạ. Ui, mấy anh này kiểu này đi cho trận chắc là khủng lắm đây. Hết chưa? À lại chiến trận anh em, chiến trận xem nào. 15%, 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
sẽ cùng nhau đi review những con Pokemon này anh em nhé. Đứng đầu hiện tại là một cháu Wakurem cộng hưởng. Có nhiều bạn không thích cháu này nhé. Tôi thấy nhiều anh em bảo chơi bây giờ chơi bộ Y nó hoàn thua, nhưng mà đúng thật sự đây là một con mà tôi đang muốn test thật sự anh em. Không ngờ hôm nay là có vinh dự được cầm cặp BY cộng hưởng Diamax. Một tội mới chỉ một cháu anh em chơi đây còn bảo đôi. Nhưng mà cũng rất đáng đồng tiền bát gạo và thật sự rất là vinh dự rồi anh em. Đấy, BY cộng hưởng Diamax, trời ơi. Đỉnh cao. Về Pro thì chắc là khỏi bàn rồi anh em. Đó, Pro thì hiện tại mở pool hết rồi. Cái chỉ số này có tiện sâu không ta? 24k. Nếu có tiện chỉ số chắc tôi không tiện sâu đâu anh em. Chúng sáng lại top anh em. Huấn luyện Diamax pool luôn các bạn. Skill. Úi dồi ôi. Bí thuật pool anh em. Trang phục mặc. Hiện tại cháu nó đang mang một cái gọi là đá cộng hưởng. À đâu? Ừ, cộng hưởng tháng 2 sao. Nếu đeo cho Wakurem cộng hưởng, Wakurem cứ 3 hiệp sẽ nhận được một lần hiệu quả đối với... Ui.
úp đổ chưa? Ông anh úp chưa? Pun chín luôn rồi các bạn nhá. Pun hết rồi anh em, pun sao sạc. Món này thì sao? Pun luôn rồi các bạn ạ. Phóng pun chỉ số. Quá đỉnh các bạn. Phụ kiện hiện tại đang mang cho một set sen đỏ. Thứ tôi muốn xem là đá anh em. Chúng ta sẽ cùng nhau qua tăng cường xem đá khảm của mấy con ạc này nó sẽ khảm những cái bộ đá gì đây anh em. Đá thường thôi anh em. Đỉnh đây đá 5 như mấy. Đâu anh em? Đây đá 8 này. Ừ, đấy, dấu hàng, im hàng. Tôi nghĩ bây giờ mấy ạc này không phải do đá. Theo tôi nghĩ là do đá nhưng cũng không phải anh em. Cũng không hẳn là phần do đá. Vậy nó nên bằng tin lực chiến chắc bằng điểm đây à? Điểm huấn luyện à? Ờ mà nhắc huấn luyện xem lại cái chỉ số đấy anh em. Té tôi vào tôi quên không nhìn chỉ số. HP của cháu nó hiện tại là bao nhiêu đây? 1 triệu à? 11 triệu anh em, 11 triệu. Tốc là 547k, đam là 800. Ôi, thôi bỏ đi anh em, chỉ số nó khủng lắm khỏi nói các bạn. Con này mới có Echo nhỉ? À có cho Ulova nhỉ? Tí cho Ulova đi cùng anh em từ từ huấn luyện. Huấn luyện thì chắc là mấy ạc này thì mà pull hết rồi, đại số pull hết rồi anh em. Trời ơi, chắc là huấn luyện pull vào cháu 2 3 4. Ôi giời, à chưa anh em. Đây mới được bao nhiêu? 1 2 3 4 5. Echo chưa này. 5 cháu anh em, chẳng này đang dở này. Wow, Necroma luôn các kiểu anh em. Muốn xem này phải ghé qua hình ảnh các bạn. Hiện tại đang sở hữu 660 con anh em nhá. Hình ảnh các bạn. Dạng bá chủ thì ngày trước nào sẽ mở dạng mega anh em và hình ảnh ấy. Ô, có cháu này này. Ê, chúng ta có clip test rồi anh em nhá. À chà, có Lusami à. Ôi trời ơi, thế này có nhiều clip test hot cho anh em rồi. Ui, hoppa bá chủ có luôn anh em. Chắc vứt góc rồi. Nhìn con này chắc vứt góc rồi anh em. Ủa anh em điển tên đi, các bạn muốn review cháu gì cứ comment cho video cho tôi nên danh sách tôi làm cho anh em. Nghe qua túi anh em xem nào. Thề hôm nay chắc ngồi ngó đây anh em chứ chưa biết làm gì. Mới vào à còn chưa định hình được các bạn. Để tối nay tôi về tôi tỉnh táo lại tôi sẽ làm một clip. Ủa hoppa vứt góc các bạn. Ừ. Nhìn tội không? Người thì không có, người mà chơi người thì đang vứt góc ạ. Hoppa bá chủ đây anh em. Trời ơi, hàng tồn kho các bạn. Ủa PRM Diamax à? À điên ga. Ừ điên ga anh em. Trời ơi. Toàn hàng tồn kho kìa, đấng kìa. À đây rồi anh em, cháu nó đây rồi. Đấy, chỉ mới có clip cho nó cho anh em xem đấy nhá. Đấy, con ấy đang trị giá là 7 triệu rưỡi ở khu vực nạp đấy anh em. Ở đây còn mấy cháu nữa bắt đầu, cháu nó top à? Đây anh em, hàng thì chắc chắn toàn để nắp top thôi. Hoặc top là vậy mà. Ủa, không Ulova à? Ô kìa. Hay cho tôi không để anh em, từ từ, cho tôi định hình lại 5 giây. Ủa, không có Ulova à? Chơi như này mà không có Ulova à? Ok, không có Ulova thật đi. Không có các bạn ạ. Ok, buồn thế. BY cộng hưởng mà có Ulova nhờ. Bây giờ mình cầm đi kéo Ulova để xem nó bút Ulova thế nào anh em. Thẻ của anh Tôm thích chơi nhờ, không biết đây. Ok, nói chung điểm này thì cũng lượn qua. Nói chung là điểm qua sự kiện review qua cho anh em xem sương sương về cháu này thì thôi. Chứ đâu giờ hôm nay thì cũng chưa biết là lên test này điểm tra qua cháu nào trước. Đấy, nói chung thì ngày mai, sáng ngày mai sẽ có clip test cho anh em cháu Lego rồi. Đây anh em, ngày mai thì sẽ có clip cháu này đầu tiên nhá. Còn đâu anh em ứng cháu nào thì cứ comment, tôi sẽ làm clip review tiếp cho anh em. Ok, còn đâu clip tối nay thì chắc thôi anh em tôi cũng xin phép kết thúc bạn ở đây. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã dõi theo video của kênh Từ Từ Bá Đạo rất nhiều. Giờ thì bye bye.